Công ty dược Pharmix Laboratory cũng chưa có thuốc nào được cấp giấy đăng ký lưu hành, chưa có hồ sơ đăng ký thuốc nộp tại Cục Quản lý Dược và chưa được cấp giấy phép nhập khẩu đối với thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành. Bộ Y tế cũng cảnh báo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác định một lô siro và thuốc bị nhiễm độc ở một số khu vực trên thế giới, trong đó có Đông Nam Á. Các loại thuốc siro này chứa chất ethylene gricol có mức nhiễm độc cao gấp nhiều lần so với quy định who cảnh báo các sản phẩm này không an toàn đặc biệt đối với trẻ em